là Nguyễn Thanh Châu. Hôm qua tôi vừa bị bạn trai đá. Đen thôi, đỏ quên đi. Dù sao thì hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời. Việc cần làm bây giờ là tôi phải bước ra ngoài và phải thật là xinh đẹp. Biết đâu đang có một tâm hồn nào đó đang chờ đợi tôi ở ngoài kia thì sao? Alo, dạ con nghe nè nội. Con đang ở đâu vậy? Dạ con đang đi loanh quanh chụp hình đó mà. Con về liền giờ á. Cha biết chứ. Giờ này con đi loanh quanh chụp hình. Thay vì những cái thời gian loanh quanh đó đi tìm bạn gái đi. Con nói nội rồi. Thì chừng nào cái duyên phận nó tới là nó tới thôi. Nhưng mà nội ơi, nội. Alo, alo. Nội à. Có, hồi nãy chụp mấy con chó. Tôi không thấy con chó nào hết. Hồi nãy có. Hay là chó. Ý anh nói tôi là con chó? Không, đúng phải, không? Nó bò đi rồi. Cứ hình như tôi coi. Không có coi được. Một, cái, hai. Cái máy này là ba. Tại cái máy này nó. Ây da, nhẹ thôi. Coi đâu vậy? Mở hình lên tôi coi coi. Không, cái máy này là cái máy cơ. Cái máy này là phim chứ không phải là không có màn hình liền. Coi hình coi làm sao. Thì giờ phải đợi rửa. Đi rửa đi, nhanh lên. Ờ, đi rửa liền. Ê à. Nội này rảnh thiệt chứ. Nghĩ cũng lạ ha. Ở gần nhà nhau cả nửa năm nay rồi. Vậy mà đây là lần đầu tiên ngồi nói chuyện với nhau á. Người ta nói quá trời mà ngồi không à. Không có gì để nói hả? Nè. Đàn ông trai gì kỳ vậy? Nãy chụp hình tôi xin phép chưa? Giờ sao? Muốn gì? Kiếm chuyện hả? Không. Tôi đang rất là bực nha. Tin nó đánh nó không? Thì anh xin lỗi. Xin lỗi gì? Tại hồi nãy... Không cần. Ơi, em chọc anh đó. Dễ thương quá à. Mà nè,
Mai mốt á, có muốn chụp hình người ta thì nhớ xin phép nha. Gặp cái người mà đang quạo đang cọc nha, lúc nãy là người ta đánh nó luôn á. Nhớ chưa? À, anh biết rồi. Ừ. Ủa mà em đang gặp chuyện gì hả? Có gì đâu, mới bị đá thôi. Cái gì? Chia tay? Em bình tĩnh lại đi. Tại sao lại chia tay? Anh cho em biết lý do đi. Thì 70.000 hôm trước đó. 70.000 nào? Thì hôm trước đi ăn lẩu dê em nhớ không? Em nói từ đầu á là em mời anh đi ăn lẩu dê, mà đến khi tính bill á em bắt anh trả 70.000. Anh thấy như vậy em không có tôn trọng anh. Dạ, cái lẩu dê là 570.000. Không lẽ bây giờ em đưa hai tờ 500.000 tiền đâu người ta thôi? Thì em đã đưa 500 rồi, còn 70 thì anh đưa đi chứ. Không lẽ đối với anh 70.000 nó bự như vậy hả? Đối với anh á, thật sự là nó không có bự. Mà ở đây anh muốn rõ ràng. Từ đầu em nói em dắt anh đi ăn lẩu dê thì em phải trả hết cái chầu đó. Có gì đâu mà kêu anh trả nữa. Anh thấy em không có tôn trọng anh xíu nào hết á. Rồi em hiểu rồi. Bây giờ chỉ vì 70.000 mà anh ấm ức hậm hực đòi chia tay em đúng không? Không phải vì 70.000 mà chia tay em. Anh là đàn ông, cái bản tính của anh á, cái nào ra cái đó đàng hoàng. Em nhớ cái hôm trước không? Anh dắt em đi ăn phở. Thay vì anh ăn một tô thì em ăn một tô đi. Em ăn hai tô, em bắt anh trả tiền ba tô. Anh cũng không hề tính toán gì với em hết, mà đi ăn lẩu dê em bắt anh trả 70.000. Hả? Anh thấy như vậy đó, nên mình chia tay đi. Tiền cái lẩu dê nè, tiền ba tô phở nè, tiền hai ly nước hôm nay luôn. Khỏi phải chia, tôi đâu có thiếu tiền. Em sao vậy? Mà phải chia chứ. Em nữa rồi đó. Mới nói là không chia, rồi bây giờ chia là chia cái gì nữa em? Chia ở đây á, là chia tay. Bye. Thôi cho anh xin lỗi ha. Xin lỗi hoài, lúc nào cũng xin lỗi, anh có làm gì đâu mà xin lỗi. Xin lỗi hoài, mốt em lưu tên của anh là anh Thành xin lỗi nha. Thôi, không phải đâu, tại vì bình thường anh không có vậy đâu. Chứ bình thường anh sao? Bình thường anh bình thường lắm. Thật không biết sao tự nhiên hôm nay anh bị vậy á. Thôi cho anh xin lỗi nha. Đó, xin lỗi hoài. Thì coi như là anh xin lỗi giùm bạn trai cũ của em đi. Ok, khá lắm. Anh. Dạ. Vô nồi biểu vậy? Dạ, nội kêu con gì ạ? Ngồi đi. Đọc đi. Gì vậy nội? Đừng nói bản di chúc nha. Ủy, nội còn khỏe mà sao di chúc cái gì vậy? Gì di chúc? Bậy bạ. Nội còn khỏe lắm. Ủa, chứ gì đây? Đọc đi. Không có tên trong di chúc đâu nha. Nếu chưa đưa cháu dâu về cho tôi là không có cái tên trong di chúc. Cháu dâu nữa. Đừng có tưởng. Đọc đi. Bạn đăng ký tham gia chương trình bạn muốn hẹn hò. Ừ. Hay đó con. Chương trình gì lão quắc gì ta? Con biết không? Nội phải điện thoại đó. Rồi nội lên tới tận đây nội cứ xin cái đơn về. Đi đi con. Ủa nha. Nhưng mà cái này là chương trình gì con đâu biết đâu. Tự nhiên bác không đăng ký. Ê, đừng có làm bộ. Cái chương trình là nổi tiếng lắm nha. Nè, con có biết mà con muốn coi phải không? Con có biết là cái mặt của con năm nay là ế dữ lắm không? Cái mặt chị bây giờ chưa có người yêu, chưa có một cái mảnh tình, chưa có một cô gái nào dắt gì đây mà khoe với bà nội trên cái trại à. Mà biết là rồi mong có cháu dâu lắm không? Thôi đừng có khóc, tự nhiên khóc. Khóc cái gì? Thôi thương. Thôi. Thương nội phải không? Dạ thương nội. Con có nghe cái câu người ta nói là trai khôn thì tìm vợ chợ đông, cái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân. Ấy, đấy nè,
có mai có mối đàng hoàng, thấy mặt nhau tìm hiểu đàng hoàng. Thôi để sao được không nội? Không, nội không chờ được. Biểu kiếm vợ mà làm như là hẹn nợ vậy đó. Thôi nội bớt. Nội không giận gì hết trơn. Con hiểu được cái tâm lý của người già. Người ta bằng cái tuổi con là người ta có vợ có con rồi, bằng đầu thì con có cháu ẵm bồng rồi. Con cứ cà giống à, cà giống không lo vợ con gì. Dạ dạ được rồi, để con đi đăng ký tham gia. Thôi nội đừng giận nữa nội nha. Nha gì mặt khó ư. Thôi hứa tôi đi đăng ký đàng hoàng nha. Đăng ký hứa. Năm nay làm sao có đám cưới nha. Dạ để con ráng. Nè, đọc nghiên cứu cho kỹ đi. Dạ dạ. Châu, anh xin lỗi nhưng mà quên, không xin lỗi nữa. Chỉ là anh không muốn nhắc tới chuyện cũ của em đâu. Anh chỉ thấy là nó hơi... Sao? Em và bạn trai cũ của em có bao giờ nghĩ tới việc là ngồi lại với nhau, mình đưa ra những cái mà mình đã khúc mắc để giải quyết với nhau không? Không có nhu cầu, biến. Em sao vậy? Theo anh á, trong tình yêu thì không quan trọng là ai sẽ xuống nước trước, ai xuống nước sau, mà quan trọng là lúc mình muốn chia tay, mình nghĩ tới chuyện lý do tại sao chúng ta bắt đầu. Ê, lúc đầu gặp anh á thì tôi thấy anh cũng kỳ kỳ, nhưng mà tới khúc giữa nha thì được, good. Nhưng mà tới khúc này nè thì kỳ thiệt. Em, anh đang rất là nghiêm túc luôn á. Nghiêm túc gì kỳ vậy? Mà thôi, bỏ chuyện của em đi, nói chuyện của anh kìa. Chuyện anh có gì đâu nói. Thì chuyện của anh tại sao tới giờ này mà vẫn còn ế? Ê, cái đừng gì? Có nói là anh như vậy nha. Ê, bậy bạ, anh ẵn băng nha. Chẳng qua duyên số chưa tới thôi. Gì duyên số hả? Ừ. Duyên số là anh phải đi tìm, mình phải đi tìm thì mới gặp. Có những người ta tìm mà chưa có kìa. Thì anh cũng đi tìm đó, chứ không phải không đâu. Chẳng qua là chưa tìm được người thích hợp thôi. Ê, hay là bây giờ anh nói cái gu của anh cho em biết đi, rồi em coi là mấy đứa bạn của em có đứa nào hợp gu anh không, em giới thiệu cho. Gu hả? Anh thích mỗi người giống bà nội anh á. Hả? Hả? Ý anh là tính tình dễ thương giống bà nội anh. Bà nội anh á hồi xưa dễ thương lắm. Sao? Nuôi anh từ nhỏ lớn. Ôi, đã vậy? Xong về cũng vậy, cũng chốc chốc. Ê, trời, có sao không vậy? Không. Thôi qua ghế ngồi cái đi. Chuyện có sao không? Không, được. Ừ, hồi đó bà nội anh thương anh lắm. Bởi vậy, anh cũng thương bà nội anh nhất. Bà giống ghê. Bà nội anh dễ thương quá trời. Bà nội anh lúc nào cũng dễ thương, chỉ có lúc ép anh có bạn gái là không có dễ thương thôi. Ôi đúng rồi, anh nhìn anh kìa, già như trái cà vậy mà chưa có bạn gái nữa. Già hoài nha. Nóng ruột chứ bộ. Không phải đâu em ơi, anh có cảm nhận riêng của anh. Sao? Anh cảm nhận được là mỗi nơi mà anh từng bước chân qua đều có một bóng hình nào đó đứng đợi chờ anh. Chẳng qua là tụi anh vô tình vụt qua nhau nên không gặp được nhau. Hả? Đâu có gì đâu, thì em đang nghĩ không biết là cái hình bóng mà đang đợi chờ em á đang ở đâu đó ngoài kia ha. Ừ. À,
Ê, à, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh mới sực nhớ ra. Cái gì vậy? Sáng giờ định đưa em mà quên. Cái gì vậy? Bạn đăng ký tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Ừ, bà nội anh mới đưa cho anh. Anh nghĩ em cần. Nói rồi. Ủa? Không cần, không cần. Em, cái này thử thôi. Không. Mình có mất cái gì đâu. Không. Thử một lần thôi. Em thử đi, biết đâu lên chợ em gặp anh nào hợp tình hợp ý thì sao. Đúng không? Em sẽ thử. À, biết đâu hôm đó em sẽ gặp một anh Ricky đại gia. Ồ, mà áo sơ mi trắng ha, tóc vuốt keo nè, rồi tới lúc mà yêu em hả, mua cho em tất cả mọi thứ trên cuộc đời này, son môi, nước hoa, nhà lầu, xe hơi chứ. Lúc đó ảnh đưa em đi khắp thế giới này luôn, đi đâu cũng được hết. Em sẽ trở thành bà hoàng, trở thành công chúa. Em quyết định em sẽ đăng ký tham gia. Tiên nàng. Ờ. Ừ? Hèn chi bị bỏ. Là sao? Em, sao em thực dụng quá vậy? Trời đất ơi, em đáng lẽ em phải yêu một người thấy được nỗi đau đằng sau nụ cười của em. Người ta cảm nhận được tình yêu đằng sau sự tức giận của em. Và người ta biết được lý do đằng sau sự im lặng của em. Thì cái đó em mới đáng yêu chứ. Còn cái này em yêu thực dụng nè, em yêu. Em cứ giật chất tiền bạc tiền bạc. Cái... em không muốn nói chuyện nữa. Ồ, em, cháu. Nè, mai mốt đừng lấy mấy câu trên mạng ra nói với em nữa nha. Em, cháu. Em chào anh. Mời em ngồi. Dạ. Em xin lỗi anh, hôm nay em tan làm hơi trễ à? Ôi không sao, tại vì công ty của tụi anh cũng làm việc về đêm về hôm. Em tới là công ty rất là mừng rồi. Dạ. Thì lời đầu tiên thì anh chào em và chào mừng em tới với buổi casting ngày hôm nay. Dạ. Thì anh cũng chia sẻ luôn là hiện tại xã hội người ta không có còn tin gì quá nhiều vào cái chuyện mai mối nữa. Thế nên là nhưng với cá nhân anh hứa chỉ cần em miêu tả đúng về cái mẫu người trong mơ của em thì ekip chương trình anh gồm 3.600 biên tập tài năng sẽ tìm cho em được cái đúng cái mẫu người như ý mong muốn của em. Thiệt hả anh? Thiệt chứ. Tìm cho khi nào bằng thấy thì thôi. Dạ. Tìm bằng mọi giá. Dạ. Thì mẫu đàn ông mà em thích cũng đơn giản lắm. Chỉ cần đẹp trai, chân thành và thương yêu gia đình. À, vậy thì em hãy cho anh biết là mẫu người mà em ghét nhất. Mẫu người đàn ông mà em ghét nhất hả? Đó là mẫu người đàn ông mà kỹ tính. Và thiếu quyết đoán. Trời, thiếu quyết đoán là anh cực kỳ ghét, anh chính cực xác. Kỳ ghét luôn. Và hay nói những câu ngôn tình sáo rỗng. Đúng, mấy cái người mà hay nói ngôn tình không được, không được. Em ghét lắm luôn á. Anh thì trông em cũng xinh xắn dễ thương. Dạ. Mà anh không biết là tại sao em ấy. Em đâu có ế đâu anh. Em tới đây là do bị xúi á, chứ em đâu có muốn đâu. Thế vậy thì nó là do định mệnh rồi. Dạ. Định mệnh tình yêu dẫn nối em tới với chương trình này. Anh vui tính mà. Anh cũng muốn là như thế này. Dạ.
anh nghĩ ấy, là để mà kiếm cho em một cái mối quan hệ mà nó bền vững với lại lâu dài, dạ, thì chúng ta hãy thành thật mà chia sẻ với nhau. Dạ. Em hãy cho anh biết được tật xấu của mình là gì không? Có cần phải nói không anh? Tất cả là vì em, vì cái mối quan hệ bền vững và lâu dài của em, đúng không? Dạ, tật xấu của em thì cũng ít lắm. Em hơi bướng bỉnh một xíu, cộc cằn thô lỗ một tẹo, với lại hay giận cá chém thớt. Như vậy là chúng ta đã thấy cặp đôi đầu tiên, họ đồng ý hẹn hò với nhau. Bây giờ thì Hồng Vân và Quỳ Linh xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Mời nhà trai. Đầu tiên con xin chào chú Quỳ Linh, cô Hồng Vân. Xong rồi, đẹp quá. Chúc chị hôm nay bấm nút thành công nha. Em ơi, tranh thủ đi, còn 5 phút nữa là chương trình mình bấm máy nhá. Dạ. Cho em vô anh muốn nha. Đi đâu? Dạ bạn gái em này anh Trọng, anh cho em vô nha anh. Cảm ơn anh. Ông khùng hả? Người ta bấm nút hẹn hò sắp xong à? Vô phá đám hả? Dạ em không có phá đám, nhưng mà không ai có thể ngăn cản được hạnh phúc của em đâu anh. Anh cầm giùm em nha. Cái này là cái gì? Cảm ơn anh. Đi đâu đó? Anh ơi anh ơi, cho em hỏi là phim trường bạn muốn hẹn hò ở đâu vậy anh? Phim trường bạn muốn hẹn hò ở ngay trên kia kìa. À, dạ, cảm ơn anh. Ủa, mà anh là người nhà của cô gái hay gì? Sao anh tới trễ như vậy? Người ta ghi hình, bấm nút hẹn hò với nhau hết trơn rồi. Hôm nay nhá, cặp nào cũng đẹp đôi hết. Thank you.
Em là Trần Trung Thành. Ưu điểm: cẩn thận, kỹ tính. Nhược điểm: lúc nào cũng chậm một bước. Mẫu người bạn gái các em thích là cô gái tóc xoăn, hung dữ, khó tính, lúc nào cũng ôm nỗi đau một mình, không chịu chia sẻ. Còn em là Nguyễn Thanh Châu. Mẫu người yêu của em là một người đàn ông. Nhưng mà tại sao em phải nói cho anh biết chứ? Em sẽ không giấu nỗi buồn đằng sau nụ cười, sẽ không tức giận với những hành động ngu ngốc của anh. Bây giờ anh đã biết lý do đằng sau sự im lặng của em chưa? Em ơi, tranh thủ đi, chương trình sắp ghi hình rồi, em đừng để MC người ta phải chờ nhá. Có cái chuyện gì thì mình cứ bình tĩnh giải quyết, không có cái gì đặc căng thẳng, đây chỉ là ghi hình thôi, em hiểu không? Tâm lý em phải thoải mái này, em phải tự tin này thì mới có bồ được. Anh ơi, sao, có gì thì em cứ bình tĩnh em nói cho anh đón nhận. Em không muốn tham gia nữa. Trời ơi, sắp tới giờ ghi hình rồi mà em bảo em không muốn tham gia nữa là sao em? Em không muốn lừa dối cảm xúc của mình, cảm xúc của khán giả và cả bạn cùng chơi nữa. Em ơi, trời ơi, nhưng mà em đăng ký tham gia rồi, người ta lên lịch cho em ghi hình rồi, mà bây giờ em bảo em không muốn tham gia nữa là sao? Em làm như này là chết anh rồi. Em xin lỗi. Còn mẫu người đàn ông mà em ghét, đó là những người đàn ông thiếu quyết đoán, lúc nào cũng chậm một bước, và đầu óc thì không linh hoạt. Nhưng mà may cho anh, em là một cô gái dễ thương, dễ chịu, nên lúc nào cũng có thể chấp nhận được những tật xấu của anh. Bạn có 3 tiếng đếm để quyết định có bấm nút hẹn hò hay không, và phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình. 1. Sao em bấm nhanh quá vậy? Em chưa nói xong mà. Tại anh sợ mình bị chậm một bước nữa. 2 3. Em chọn anh. Nếu bạn tin vào duyên phận, đừng lo lắng, chắc chắn sẽ có ai đó đang chờ bạn ngoài kia.